trong luật giao thông đường bộ, chạy quá tốc độ quy định đương nhiên sẽ bị xử phạt. Vậy ngược lại, hành vi điều khiển phương tiện chậm lại thì có bị phạt hay không? Câu trả lời là có. Bởi không chỉ đi nhanh, mà ngay trong nhiều tình huống, việc điều khiển xe cơ giới chạy chậm hơn so với quy định cũng có thể dẫn đến nhiều sự cố ngoài ý muốn. Đối với các trường hợp phương tiện đường bộ đi chậm và gây ảnh hưởng đến giao thông, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có các chế tài xử phạt cụ thể như sau. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo điểm B khoản 2 điều 5 với các trường hợp tài xế điều khiển ô tô, phương tiện tương tự ô tô chạy thấp hơn so với phương tiện đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các phương tiện khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ cho phép. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm S khoản 3 điều 5 cho các trường hợp ô tô và phương tiện tương tự chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định về tốc độ tối thiểu cho phép. Đối với các phương tiện như xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các xe tương tự, mức phạt với hành vi đi chậm như sau. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng theo điểm D khoản 2 điều 6 với các trường hợp xe mô tô, gắn máy, bao gồm xe máy điện, các phương tiện tương tự chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây ảnh hưởng đến giao thông. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng theo điểm Q khoản 1 điều 6 với các trường hợp xe mô tô, xe gắn máy, bao gồm xe máy điện và các phương tiện tương tự di chuyển dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy định. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo điểm Mi khoản 3 điều 7 với các trường hợp người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dụng chạy chậm hơn tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ đã có quy định về tốc độ tối thiểu cho phép. Tại khoản 2 điều 10, thông tư 31/2019/TT-BGTVT đã có quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, trong đó trên các nhánh đường ra vào cao tốc khi có biển báo hạn chế tốc độ, chỉ số tốc độ trên biển không được dưới km/h. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc là 50 km/h. Thực tế, tốc độ tối thiểu và tối đa sẽ được ghi trên biển báo hiệu đường bộ, sơn kẽ mặt đường tại các làn xe. Vì thế, các tài xế phải hết sức chú ý khi tham gia giao thông để tránh vượt quá tốc độ cho phép và đi thấp hơn tốc độ tối thiểu. Như vậy là chúng ta cũng cần phải chú ý khi điều khiển phương tiện trên đường, không được chạy quá nhanh sẽ dẫn đến mất kiểm soát, có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc và cũng không được di chuyển quá chậm, gây ảnh hưởng đến tuyến giao thông cũng như các phương tiện khác.